Em Tú xin chào mọi người. Thì hôm nay em Tú có một câu chuyện về đi mua bất động sản, muốn chia sẻ với anh chị. Thì mong biết có thể là qua cái câu chuyện này á, nó giúp cho anh chị tránh được những cái trường hợp mà em Tú vừa chia sẻ. Thì các anh chị biết của em Tú á, là nghề môi giới bất động sản. Thì ngoài cái chuyện môi giới bất động sản ra đó, thì em Tú cũng mua ít đất để dành anh chị đó. Thì mà mấy ngày vừa qua đó, thì có một số bạn làm môi giới dự án, anh chị bắt dự án gọi cho em Tú và chào mời em Tú với cái giá là 100 mét vuông ở khu vực Long An luôn nha anh chị, nhưng em không có kể ra tên dự án và em cũng không có nói ra khu vực luôn ha. Thì em Tú cũng không muốn đồng chạm tới ai hết, nên là em làm video này thì chia sẻ những cái gì em Tú đã gặp qua cho anh chị để tránh cái trường hợp mà mất thời gian giống như em Tú đó. Tại vì em Tú thừa biết cái bạn đó chào mời là sai sự thật đó, nên em Tú muốn đi để có câu chuyện về mà để có câu chuyện trải nghiệm qua anh chị rồi rằng để chia sẻ cho anh chị rút kinh nghiệm để mà khỏi bị mất thời gian giống như em Tú nha. Thì cái dự án đó chào mời em với diện tích đó là 100 mét vuông anh chị, mà có 500 triệu thôi. Thì cái khu vực đó chỉ cần nói giá là em Tú biết rất là rõ, tại vì em Tú đã làm môi giới và chuyển dần sang lĩnh vực đầu tư nữa. Và tranh thủ lúc mà đất đang đứng thì em Tú kiếm một ít để mà làm vốn anh chị. Thì bạn nó chào mời với cái giá vậy. Em Tú thừa biết là cái giá đó không có trên thị trường anh chị, nhưng em Tú cố tình đi để về mà chia sẻ với anh chị. Thì em Tú cũng đi, thì bạn đó cũng tới điểm hẹn và bạn đó cũng dẫn em Tú tới dự án đó luôn. Dự án đó thì cũng lớn lên, cũng rộng lên anh chị. Lớn thì có tên tuổi thì em chưa biết có tên tuổi, nhưng mà là khá là rộng. Tới đó thì em hỏi là cái lô đất nào á mà anh giới thiệu cho em 500 triệu đâu. Em chỉ quan tâm cái lô đó thôi. Thì cái bạn môi giới này nói với em Tú, anh chị biết nói gì không? Là nói là cái lô mà em giới thiệu cho anh đó là cái lô sát bên mã, và em tư vấn anh là không nên mua cái lô đó. Thì em cũng làm bất động sản mà anh chị, và cũng là thị trường Long An thì em nắm rất là rõ. Thì em cố tình thôi, em tính còn quay lại cái dự án đó cho anh chị xem, nhưng thôi em cũng không muốn động chạm tay hết, nên review lại cái mà em Tú gặp. Bây giờ những bạn mà muốn làm kiểu như vậy đó, là có các kiểu như vậy anh chị, gọi điện thoại cho anh chị nói cái giá đâu đó một nửa, hoặc là có thể là nói cái câu này anh chị là giới hạn giá 1 tỷ ngân hàng hỗ trợ 70%, thì đâu đó nói với đất đó là giá 300 triệu thôi. Anh chị nào mà hiểu rõ được cái câu là ngân hàng hỗ trợ đất này là bán trị giá là 300 triệu, ngân hàng hỗ trợ 70%, tức là anh chị đưa 300 triệu còn phải vay thêm ngân hàng 700 triệu nữa đó anh chị, chứ không phải lô đất là 700 ba là 300 triệu đâu nha. Tổng lô đất là 1 tỷ đó. Anh chị đôi khi để ý câu từ người ta nói, người ta chơi chữ á, người ta không có sai, nhưng mà người ta chơi chữ để người ta ta dụ mình xuống dự án anh chị. Rồi chẳng hạn như cũng có những cái chuyện mà nói là lô đất đó có 500 triệu, khi mình xuống tới nơi là nó bán hết rồi. Các bạn môi giới bây giờ rất là nhiều chiêu trò, nên là những cái bạn đó thì em không có nói ra làm dự án nào hết, nó cũng không động chạm tới ai hết. Nói chung là phần ai ấy, nhưng mà em chia sẻ cái video này đó, thì trong cái thời buổi này này, đất đang rất là nhạy cảm anh chị, đất đang đi ngang và đất đang là rất là nhạy cảm, nên các bạn đó lợi dụng cái nhạy cảm này nè, nói giá thật là thấp xuống để mà dụ mấy anh chị đi đi xem đất, giống như em Tú vừa rồi. Tại vì em Tú thực chất á, vừa làm môi giới nhưng vẫn là nhà đầu tư anh chị, có đất mà rẻ thì em Tú vẫn mua, và em mua Tú để dành, nên em Tú sẽ đi. Và mấy cái bạn đó thì không nói xạo với em được, tại vì em muốn đi thực tế để mà
chia sẻ cho anh chị, để anh chị đỡ tốn thời gian anh chị. Tại vì bây giờ hiện tại là đất nó đang đứng này, thậm chí có nhiều nơi đang xuống á, mang nhiều bạn môi giới lợi dụng cái này nói là đất giá cực rẻ, giá này kia nọ, dường như là giá một nửa khu vực đó để dụ mấy anh chị đi. Nên là em Tú trải nghiệm qua, nên Tú làm cái video này để chia sẻ cho anh chị nha. Thì anh chị nào mà thấy cái video này để giúp cho anh chị anh này là đỡ tốn thời gian thì hãy chia sẻ video này nha cho mọi người cùng xem, và nhớ cho em Tú một cái like, và nếu mà muốn theo dõi em Tú thì hãy nhớ đăng ký kênh bên tay phải màn hình. Và bây giờ em Tú xin chào mọi người, hẹn mọi người lại những cái video sau. Em Tú sẽ trải nghiệm những cái vấn đề về bất động sản thú vị, em Tú sẽ chia sẻ trên kênh này nha. Một lần nữa em Tú xin chào mọi người.